nhà thiết kế Thái Công nói trò lưu xây lâu đài tại Việt Nam như cái tô thập cẩm. Nhà thiết kế Quách Thái Công đánh giá những công trình biệt thự này được xây lên chỉ để phô diễn đẳng cấp của chủ nhân, thiếu sự ấp hiểu về kiến trúc và lối sống như cái tô thập cẩm, không biết kiến trúc thuộc quốc gia nào, ở thời nào, cứ trộn lại là xong, nhìn rất quê mùa. Là người từng đặt chân đến nhiều lâu đài tại châu Âu, thậm chí nghĩ lại ở đó, nhà thiết kế Quách Thái Công cho rằng Đặc điểm chung của các lâu đài là được xây dựng trên diện tích rộng, chú trọng đầu tư vào phần vườn tược xung quanh. Nhiều nơi rộng như công viên, tham quan phải mất 2-3 tiếng mới đi hết. Các lâu đài ở châu Âu có lịch sử hàng trăm năm, mang đặc điểm văn hóa của từng quốc gia và từng thời đại. Còn ở Việt Nam, chúng ta cứ nói lâu đài xây theo kiểu cổ điển châu Âu, chứ châu Âu rất lớn, Pháp cũng là châu Âu, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh, tất cả là châu Âu hết. Và châu Âu còn theo thời nào nữa? Louis 13, 14 hay 16. Chúng ta phải hiểu cổ điển châu Âu là gì, chỗ nào châu Âu, điều này vốn đã khó hiểu rồi. Xây kiểu vậy rất sến súa, như kiểu cái tô thập cẩm có đủ loại ở trong. Không biết kiến trúc thuộc quốc gia nào, thời nào, cứ trộn lại thành lâu đài. Nhà thiết kế Quách Thái Công chia sẻ trong một video đăng trên kênh youtube Thái Công TV. Kiểu xây lâu dài vốn chưa từng xuất hiện trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Giai đoạn kiến trúc châu Âu cuối cùng hiện diện tại Việt Nam là tới năm 1954 với các công trình tiêu biểu như nhà thờ Đức Bà hay nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Đó là theo phong cách Brand Indochina, tức thuộc địa Pháp. Còn giai đoạn trước, các công trình Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ kiến trúc Trung Quốc, thường xây theo kiểu cung điện, dinh thự, chứ không theo kiểu lâu dài như vậy. Xây lâu đài như hiện nay không liên quan gì đến lịch sử kiến trúc Việt Nam, nhà thiết kế nổi tiếng nhận định. Quan trọng hơn, nhìn từ phía bên ngoài, theo ông Quách Thái Công, các lâu đài đều trông rất quê bùa, bởi ở châu Âu thời xưa, lâu đài được làm từ đá nguyên khối, trong đó có nhiều bức tường được điêu khắc từ nguyên tảng đá lớn rồi dần xây tiếp lên trên. Phần mái lâu đài cũng làm bằng đồng đỏ, vài năm sau rỉ sét biến thành màu xanh chứ không phải lấy sơn quét lên để tạo màu. Việt Nam đã không xây bằng vật liệu như thế, Việt Nam lấy xi măng đổ ra xây tường, xây mái, tất cả từ xi măng hết, vậy là đã sai rồi, vì xi măng không thể có các chi tiết điêu khắc giống đá được. Thời nay, các kiến trúc sư sống tại Việt Nam, cách giai đoạn đó vài trăm năm, không thể hiểu hết được phong cách thiết kế như vậy. Những người từng thiết kế lâu đài tại châu Âu, họ sống ở đó, hiểu văn hóa thời kỳ đó, thiết kế theo tỷ lệ của thời xưa, nhưng nay đã qua đời. Nhà thiết kế Quách Thái Công, tốt nghiệp ngành thời trang, nhiếp ảnh, trở về Việt Nam hơn 10 năm qua và giờ đây hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất như chúng ta đã biết. Ở Việt Nam, sự phân chia hoạt động liên quan đến kiến trúc còn hạn chế và có phần chưa rõ ràng chúng ta cần phân biệt chuyên gia trang trí, nhà thiết kế phối cảnh, kiến trúc sư phối cảnh, kiến trúc sư đô thị, vân vân. Có thể nói, ngoài chức danh nhà thiết kế, Thái Công là nhà trang trí phân khúc khách hàng thượng lưu, còn có thể gọi là celebrity designer. Anh tập trung vào gu thẩm mỹ sang trọng nhiều màu, nâu, đen, xám, tạo cảm giác như một Beverly Hills hay Manhattan mới đang dần hình thành. Tuy nhiên, sự ôm đồn trong các công trình quy mô hơn trong vòng một năm nay đang dần xuất hiện và khiến anh bộc lộ những khuyết điểm mà cụm từ sang trọng đang cố khỏa lấp. Thế công chỉ ra được sự mù quáng của người Việt trong việc chạy theo nhu cầu này, sống trong các tòa lâu đài thập cẩm. Những người làm thiết kế Việt cũng sẵn sàng bán linh hồn thỏa hiệp với thẩm mỹ của sự phô lý trong những công trình thi công bao trọn gói. Đó còn chưa kể đến việc phá mỹ quan văn hóa đô thị của cả tỉnh, chứ đừng nói là sự thu hút quan tâm của các cường quốc trong khi nguồn gốc văn hóa vua chúa của Việt Nam là văn hóa cung đình, chịu ảnh hưởng nặng nề của phong kiến Trung Quốc, nhưng chịu thua thiệt khi ảnh hưởng phương Tây lại gần và chỉ tiếp cận hơn. Thái Công vẫn có lý và đáng hoan nghênh khi dẫn về phong cách sang trọng, chuẩn phương Tây với các video về phong cách sống hay ăn mặc, dù nhỏ nhưng vẫn cho thấy khả năng phân tích và hiểu biết sâu sắc. Anh vẫn đang lũng quận, thỏa hiệp với tâm lý sang trọng, sư cũ khi tập trung marketing, có phần thái quá về các sản phẩm nội thất phong cách sống đầy tính ngôi sao, Indochina Villa như Powis Hotel hiện đại có phần được cập nhật hơn so với các lâu đài, thay vì nét giản dị, tinh tế kiểu pháp thuộc. Ông lấy ví dụ để xây lâu đài. Vào năm 1930, một người Mỹ ở Los Angeles đã chịu bỏ ra khoản chi phí lên tới 300 triệu USD. Ông này đưa các nghệ nhân của Pháp qua Mỹ mua những món đồ cổ điển từng dùng trong các lâu đài của Pháp đem về trưng bày, nên tòa lâu đài nhìn rất thật. Người nào ở Việt Nam chịu bỏ ra từng ấy tiền, mà dù có bỏ tiền thì vẫn chưa đủ vì người ta còn thiếu văn hóa lối sống trong lâu đài. Liệu xây lâu đài nhưng chúng ta có chấp nhận để khách hàng mang giày trên thảm chưa, hay bắt khách cởi giày mang dép kẹp rồi mới được đi vào? Nếu xây lâu đài mà bắt khách cởi giày mang dép kẹp thì đường xây lâu đài làm gì, nhìn đã thấy kỳ cục rồi. Ở trong lâu đài, ngay cả người giúp việc cũng phải mặc đồ đàng hoàng. Chủ lâu đài cần biết đào tạo người làm cách bưng nước nên thế nào rồi biết hỏi ông chủ bữa nay thế sao, phong cách phục vụ, vụ như thế nào. Lối sống đó phù hợp ở trong lâu đài. Còn chúng ta mà chưa biết lối sống đó thì làm sao xây lâu đài được, chỉ thành trò hề cho thiên hạ. Tôi nghĩ người xây lâu đài là người rất ích kỷ, không biết tòa lâu đài đó có phù hợp cảnh quan xung quanh không, hay chỉ phô bày quyền lực và sự bề thế, thiếu tính tinh tế trong đó. Từ đó, nhà thiết kế Quách Thái Công cho rằng Việt Nam không nên xây lâu đài hoặc kiến trúc phong cách hoàng gia châu Âu vì thiếu sự âm hiểu kiến trúc thời đó cũng như thiếu người có đủ khả năng thi công đến tầm vóc nghệ thuật. Ông cho rằng các tòa nhà tại Việt Nam có thể xây theo phong cách tân cổ điển, trong đó trần nhà hoặc sàn gỗ làm theo kiểu cổ điển là đủ, không nên xây lâu đài theo kiểu cho hoàng tử công chúa ở. Có thể nói sự xuất hiện của nhà thiết kế Thái Công đã thêm vào thị trường kiến trúc nội thất một lựa chọn xa xỉ mới, đại diện cho một tầng lớp khá giả mới, đúng tiêu chuẩn hơn dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm của anh thay vì sự đột phá mới. Nếu bạn là người có điều kiện, không thực sự biết mình muốn gì và sẵn sàng đặt niềm tin vào những gì bạn thấy trên YouTube để nâng mình lên ở một đẳng cấp khác. Nhà thiết kế Thái Công là một lựa chọn không tồi. Sự thẳng thắn, kiên trì và đối chất trực tiếp vào những vấn đề của người Việt trong quá trình nâng cao chất lượng cuộc sống đã mang lại rất nhiều hiệu quả trong việc xây dựng thương hiệu gắn liền với sự sang trọng của nhà thiết kế này. Đây thực sự là những điều rất đáng tuyên dương và hoan nghênh. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tranh cãi về nhà thiết kế Thái Công